Các bác thân mến, tiếp tục ở video clip lần này em sẽ phối ghép và giới thiệu đến các bác về một bộ cấu hình nghe nhạc để các bác có thể tham khảo nghiên cứu về bộ cấu hình này. Và trước khi đi vào tìm hiểu cụ thể về từng mẫu sản phẩm thì ngay sau đây em xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức một đoạn chiết âm trên bộ cấu hình này. Sóng ly tan, mẹ già thương con đi tìm trong tiếng đàn, vợ hiền đêm đêm sống trong cơn mê phũ phàng. Ôi những gì đẹp lòng nhau là khi đẹp... Như vậy vừa rồi thì em cùng các bác cũng đã vừa được thưởng thức một đoạn chiết âm rất là tuyệt vời trên bộ ba sản phẩm này rồi. Và trước tiên thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về cặp loa trước. Các bác nhìn thấy đây là cặp loa rất là quen thuộc và rất là nổi tiếng đến từ thương hiệu Pioneer của Nhật Bản. Đó là cặp loa Pioneer S955. Về cái thiết kế cấu trúc driver thì các bác đều đã biết rồi. Nó sử dụng một cái loa bass có đường kính là 40cm. Các bác nhìn thấy đây, đây là loa bass đây. Nó sử dụng màng giấy, màng gần sóng và sử dụng gân mút, đem đến tiếng bass của nó rất là trầm, ấm. Ở phía trên thì nó sử dụng một cái loa trung đô có đường kính khá là lớn. Trung âm thì các bác biết rồi, nghe tiếng trung, tiếng lời ca sĩ Ha rất là trong sáng, thanh thoát và tiếng chép. Sử dụng chép điện cho nên tiếng chép nó quét tần số rất là cao làm cho tiếng chép của nó rất là sáng và nảy. Và trên hết thì các bác nhìn thấy nó trang bị cho chúng ta hai cái vi tinh chỉnh để các bác có thể chỉnh mid và chỉnh chép tùy theo ý thích của mỗi người. Các bác thấy xung quanh thì nó được bố trí sơn bóng piano rất là sang trọng. Dòng này thì nó có trở kháng là 8 ohm và có công suất lên tới là 100W trên một loa. Đây là dòng model thì rất là thành danh rồi, chắc chắn thì em cũng không cần phải nói nhiều đâu. Em sẽ quay qua về tình trạng của cặp loa này để các bác có thể nắm được. Đây là phía sau, left và right. Điểm đặc biệt của cặp loa này thì các bác thấy nó có trọng lượng lên tới là 47kg trên một chiếc. Và cặp loa với tình trạng đẹp xuất sắc như thế này thì có mức giá là 44 triệu đồng. Sản phẩm thứ hai thì các bác nhìn thấy đó chính là chiếc âm ly Sansui Huyền Thoại 9090. Đây là chiếc âm ly thì các bác thấy đem đến chất lượng thanh rất là hay. Các bác có thể phối ghép với rất nhiều các dòng loa khác nhau, đặc biệt là những dòng loa đến từ thương hiệu Pioneer. Những dòng loa Pioneer S955 này, rồi là những dòng 99A FB. Đấy, các bác đánh thì rất là tuyệt vời rồi. Sansui thì nó đem đến tiếng rất là trầm, ấm. Đấy, kết hợp với những dòng loa của Pioneer, tiếng rất là sáng. Đấy, cho nên thì các bác kết hợp với nhau đem đến giải âm rất là hay. Và những dòng âm ly của Sansui thì các bác thường hay đánh những dòng Pioneer đem đến chất lượng âm thanh rất là hay. Đây là chiếc âm ly thuộc dòng Deceiver. Vừa các bác có thể nghe đài FM nhé. Đấy. Và đối với chiếc âm ly này thì nó sử dụng 8 sò và có công suất tiêu thụ điện là 270W. Về cái thiết kế thì các bác nhìn thấy nó sử dụng hai cái đồng hồ VU hiển thị cho về trái và về phải khi chúng ta mở tín hiệu nhạc đưa ra loa. Và phía trên thì các bác nhìn thấy nó hiển thị tần số của đài FM và AM. Và bên này là hai cái đồng hồ FM và AM thì chúng ta mở nó sẽ VU nó sẽ nhảy. Và các bác nhìn thấy ở phía dưới là hệ thống cắt tỉa các tần số khác nhau, xung quanh thì đều được bố trí bọc bằng vỏ gỗ. Và chiếc âm ly này thì có mức giá là 33 triệu đồng. Ở phía trên thì các bác nhìn thấy đó chính là chiếc đầu CD Denon S10 2 la mã. Đây là mẫu đầu thuộc dòng 2-1. Nó vừa chạy đĩa CD, ngoài ra có tính năng giải mã DAC. Chiếc đầu này thì các bác nhìn thấy được thiết kế rất là thời trang, rất là bắt mắt. Điểm bo góc 4 góc này. Đấy, và ở mặt trước nó sử dụng mặt màu vàng chanh. Đấy, rất là sang trọng. Đây là mẫu đầu thì các bác thấy rất là thuận tiện. Nếu như các bác không nghe nhạc từ đĩa CD, các bác nghe nhạc từ trên mạng xuống thì các bác có thể sử dụng bộ giải mã DAC của chiếc đầu này thì nó sẽ xử lý bản nhạc sẽ trong sạch, bóc tách và chi tiết hơn. Và chiếc đầu này thì có mức giá là 17 triệu đồng.
Như vậy các bác thấy ở video clip lần này em phối ghép giới thiệu đến các bác về bộ ba sản phẩm này rồi, để các bác có thể tham khảo nghiên cứu. Đây là bộ cấu hình chắc chắn các bác chơi thì các bác không phải lăn tan rồi. Chất âm cũng như là về hình thức kiểu dáng cũng như là về cái chất lượng của nó thì chắc chắn các bác không thể chê được. Đây là những sản phẩm huyền thoại đến từ thương hiệu Pioneer và thương hiệu Sansui. Một trong những mẫu model đã làm nên thương hiệu của tên tuổi của Pioneer và thương hiệu Sansui. Và sau đây thì em cũng sẽ xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Và cuối cùng thì bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Chúa cao trên trời xin đổ.